Trong giờ tiếp theo của chương trình Cà phê ngày mới sáng nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật được báo chí đăng tải. Tổng đà soát các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để chống hiện tượng đầu cơ gầm hàng, áp dụng biện pháp cao nhất đó chính là rút giấy phép, nếu vi phạm tìm biện pháp để điều hành thị trường linh hoạt hơn, yêu cầu và đàm phán với các nhà máy lọc dầu nghi sơn để đảm bảo cung ứng xăng dầu. Báo tuổi trẻ ở trang nhất và trang 2 cùng với trang 3 có bài viết Hiện tượng thiếu hụt xăng dầu, tổng đà soát rút giấy phép nếu gầm hàng. Đây là một số giải pháp đã được đưa ra từ cuộc họp khẩn của Bộ Công Thương tổ chức cùng các đơn vị liên quan dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Duyên diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 2. Ông Nguyễn Hồng Duyên cho rằng bên cạnh những tác động từ khách quan thì không thể phủ nhận việc có hiện tượng găm hàng để trục lợi cả thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối và cửa hàng bán lẻ. Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Bùi Ngọc Bảo cũng cho rằng đến thời điểm này không thiếu nguồn cung xăng dầu, tuy nhiên mức độ không đồng đều. Các đầu mối đều có mạng lưới đảm bảo được nguồn cung. Trong khi đó có một số thương nhân phân phối gặp khó khăn trong việc tiếp cận đầu vào về tổng thể cần đối đủ ông Bảo thông tin. Tuy nhiên ông Bảo cũng lưu ý trong thời gian trước mắt thì vẫn đủ nhưng cần phải có giải pháp tổng thể vì đến tháng 5 tới đây chưa biết được tình hình sẽ như thế nào. Cũng liên quan tới tình hình xăng dầu, trên trang 6 của báo công thương có bài viết đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, nguồn cung xăng dầu thế giới khan hiếm và giá cả vì thế có xu hướng tăng là tất yếu. Ở Việt Nam, nguồn cung, giá cả cũng không nằm ngoài biến động thế giới, tuy nhiên còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng đứt gãy nguồn cung do nhà máy Nghi Sơn đang trong tình trạng khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó có hiện tượng lợi dụng tình hình trên để găm hàng, chờ nâng giá trục lợi gây khủng hoảng. Theo Bộ trưởng, hiện tượng này chỉ đang giải rác ở một số địa phương nhưng sẽ trở nên phổ biến nếu không có những chỉ đạo quyết liệt kiên quyết để loại bỏ. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị 9 điểm, đặc biệt ở các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, Bộ trưởng yêu cầu phải lên kế hoạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống, dứt khoát không để thiếu xăng dầu. Một mặt hàng khác cũng đang khiến cho người tiêu dùng cảm thấy rất lo lắng trong thời gian gần đây với sự tăng xuống bất thường của giá cả. Giá vàng trong nước đang đi ngược chiều với giá vàng thế giới. Lượng khách đến mua bán vàng sát ngày vía thần tài cũng đã tăng lên trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ giới chuyên gia, mua vàng có lượng lớn thời điểm này sẽ khó tránh khỏi những đuổi ro và nguy cơ. Báo đại đoàn kết ở trang 1 và trang 6 có bài viết Giá vàng biến động không ngừng. Theo đánh giá từ giới chuyên gia cũng như giới kinh doanh vàng, ngày vía thần tài năm nay, giá vàng vẫn neo ở mức cao, Lý do được chỉ ra do các đơn vị kinh doanh vàng đã bất đắc dĩ ôm một lượng vàng giá cao mua lại từ người dân. Chưa kể khả năng vàng SJC còn bị làm giá nhảy loạn xạ cho đến hết ngày viết thần tài, nên người mua vàng cầu mai đầu năm cần phải tỉnh táo. Chuyên gia Quỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao Hội đồng vàng thế giới tại Singapore, Indonesia và Việt Nam nhận định, đối với thị trường vàng trong nước, sức mua đang tăng mạnh trong dịp thần tài lễ tình nhân, cùng với nhu cầu vàng phục vụ cưới hỏi gia tăng sau thời gian giãn cách. Với đà tăng của giá thế giới, khả năng giá vàng trong nước sẽ cán mốc 65 triệu đồng một lượng trong năm 2022. Tuy nhiên các nhà phân tích lĩnh vực này cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xô mua vàng giá cao đón với thần tài và các dịp lễ đầu năm mới. xăng dầu, vàng và cả đất đai đã có rất nhiều những biến động trong thời gian vừa qua. Và liên quan tới câu chuyện bất động sản thì chúng ta thấy rằng sau Tân Hoàng Minh đến lượt công ty Bình Minh xin bỏ cọc lô đất ở Thủ Thiêm mà doanh nghiệp này đã trúng đấu giá với số tiền là 5.026 tỷ đồng, tức là gấp 6,9 lần so với giá khởi điểm. Những tác động xấu tới thị trường đất đai và hệ lụy để lại về mặt chính sách cho thấy cần phải có những điều chỉnh sớm về mặt pháp lý để ngăn tình trạng này tiếp diễn trong tương lai. Trên trang 1, trang 6 và trang 7, báo đại biểu nhân dân có bài ngăn trả giá trên trời rồi bỏ cọc. Cụ thể, theo thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tính tới ngày 8 tháng 2, chưa có doanh nghiệp nào chúng đấu giá đất thủ thiêm đóng tiền đợt một dù đã hết hạn chiếu theo quy định hiện hành quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo thuế mà người chúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá thì vi phạm hợp đồng mua bán. Khi đó, cơ quan chức năng sẽ hủy quyết định công nhận kết quả chúng đấu giá và người chúng không được nhận lại tiền cọc. Tiền cọc sẽ nộp vào ngân sách nhà nước. Như vậy, trường hợp các doanh nghiệp chúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm đều bỏ cọc, ngân sách sẽ thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy ngân sách bỗng dưng hưởng lợi, song việc doanh nghiệp trả giá trên trời rồi thản nhiên bỏ cuộc chơi để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Hệ lụy không đơn giản là việc việc nhà nước phải mất công sức và thời gian tổ chức đấu giá lại, nhiễu loạn thị trường đất đai mới là cái giá phải trả lớn hơn. Mà chúng ta có thể thấy là việc liên tiếp các doanh nghiệp à, sau khi mà đấu giá thành công các lô đất ở Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh bỏ cọc đang gây xáo trộn cho giới đầu tư thực và đang tạo ra nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang có nhiều sự bất ổn trong thời gian vừa qua. Trên trang nhất và trang 7 của báo Lao động có bài viết sau vụ bỏ cọc ở Thủ Thiêm, lực còn khe hở để doanh nghiệp lách Câu chuyện các doanh nghiệp trúng đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm rồi bỏ cọc sẽ không có gì đáng nói nếu trúng đấu giá ở mức độ vừa phải. Sở dĩ dư luận bàn tán nhiều bởi lô đất 3 đến 12 có giá trúng cao gấp 8,3 lần mức giá khởi điểm. Trung bình mỗi 1 mét vuông có giá lên đến là 2,45 tỷ đồng. Đây là con số cao bất thường. Điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường nhà ở và bất động sản. Từ khi doanh nghiệp trúng đấu giá ở Thủ Thiêm đã nhiều người nghi ngờ và dự đoán rằng các doanh nghiệp sẽ tháo chạy sau vụ việc này các bộ ngành cũng như địa phương cũng đã vào cuộc và đưa ra các biện pháp để tăng cường giám sát quản lý việc đấu giá đất tuy nhiên ở góc độ chuyên gia thì nhiều người cũng góp ý rằng luật pháp hiện hành vẫn còn bộc lộ nhiều vấn đề khe hở để doanh nghiệp đách luật về mặt luật pháp cho thấy các quy định hiện hành đang có vấn đề ví dụ các doanh nghiệp đang lắc từ câu chuyện được phép tham gia đấu giá cao sau đó bỏ cọc và chịu phạt tuy nhiên mức phạt lại không đủ sức để răng đe Thưa quý vị, thời điểm trước Tết Nguyên đán, chúng ta thấy rằng tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu diễn ra và khiến cho người dân thương lái cũng như là những người vận chuyển cảm thấy rất là hoang mang. Và sau Tết thì tình hình xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc còn gặp khó khăn, có thể tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là hàng nông sản hoa quả sẽ tiếp tục tái diễn. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn đưa ra cảnh báo. Và trên trang 1 trang 3 báo Lao động có bài viết không để tái diễn ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc. Cụ thể, hiện ba cửa khẩu phía Bắc là Móng Cái, Quảng Ninh, Tân Thanh và Hữu Nghị, Lạng Sơn, còn khoảng 1.800 xe container, đa phần là nông sản, hoa quả, chưa được thông quan. Trước đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết, dự báo thời gian tới, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch để theo đuổi chiến lược Zero Covid, cùng với việc đưa vào các quy định chính sách mới liên quan tới chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu, nên hoạt động nhập khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn cũng như xuất khẩu cũng như vậy. Sau Tết Nguyên đán, các mặt hàng nông sản phía Nam tiếp tục vào vụ thu hoạch, có thể tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là hàng nông sản hoa quả sẽ tiếp tục tiếp diễn. Đang nói là lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành địa phương liên quan đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo để tháo gỡ về vấn đề này. liên quan đến câu chuyện lao động đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi nền kinh tế từ thâm hụt lao động sang nâng cao giá trị gia tăng, tăng năng suất lao động. Đây là câu chuyện được đặt ra từ lâu. Tuy nhiên, để tìm lời giải cho bài toán này là điều không hề dễ dàng. Trên báo đại đoàn kết, trang 7 có bài viết làm sao thoát khỏi lao động giá đẻ. Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2022 sẽ là bước ngoặt trong lĩnh vực tuyển dụng lao động có tài nghề chuyên môn cao nhằm thay thế dần cho lao động phổ thông, đây cũng là năm để các doanh nghiệp áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh một cách mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro về mặt nhân lực khi gặp sự cố như đại dịch COVID-19 gây ra. Cụ thể, những ngành nghề có thu nhập cao vẫn là những ngành kinh tế mũi nhọn như công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, digital marketing, xây dựng, y tế, điện cơ khí. Mức thu nhập của những lĩnh vực trên dao động từ 50 đến 100 triệu đồng một tháng tùy vị trí và chuyên môn của người lao động. Đề cập đến chất lượng nguồn nhân lực, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng chỉ ra một thực tế. Hiện chúng ta có 70% lao động qua đào tạo, nhưng chỉ có 24,5% có bằng cấp chiến chỉ. Để đảm bảo nguồn nhân lực phát triển đất nước, thì đào tạo nghề chất lượng cao phải là một mũi nhọn. Vì thế, từ năm 2022 trở đi, phải tập trung xây dựng nền móng để đào tạo nghề có chất lượng cao. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã đưa tin thì sau Tết nhâm Dần 2022, việc đưa học sinh quay trở lại trường học đang được thực hiện một cách đồng bộ ở tất cả các địa phương. Và để học sinh có thể quay trở lại trường học an toàn thì rõ ràng việc tiêm vaccine vẫn đang được tiếp tục cân nhắc và lên phương án. Và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi cần từng bước thận trọng chắc chắn, đồng thời đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Trang 7 Báo Pháp luật Việt Nam có bài tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi, hơn 60% phụ huynh đồng thuận. Cụ thể, Bộ Y tế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine cho lứa tuổi từ 5 tới 11 tuổi. Tuy nhiên, sự đồng thuận của cha mẹ trẻ rất quan trọng khi thực hiện tiêm chủng. Bộ cũng đã giao cho Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thực hiện khảo sát trực tuyến tại 63 tỉnh thành. Kết quả khảo sát được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 9 tháng 2. Theo đó, hơn 415.000 phụ huynh có con dưới 12 tuổi tham gia cuộc khảo sát. Trong đó có 60,6% đồng ý tiêm, 1,9% không đồng ý, 29,1% cân nhắc, 7,6% đồng ý nếu bắt buộc. Theo tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, con số này cho thấy các bậc cha mẹ chưa tin tưởng vào thông tin khoa học, thông tin nhiễu hiện rất nhiều và gây cản trở công tác chống dịch. Ngành y tế cần truyền thông đầy đủ hơn về tính an toàn, hiệu quả của vaccine COVID-19 cho trẻ em, công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn để phụ huynh tin tưởng và đồng thuận đưa con mình đi tiêm chủng. Chúng tôi vừa điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật được báo chí đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể là tìm đọc cũng như là theo dõi lại nội dung này trên kênh YouTube của VTC9. Còn bây giờ thì chương trình cà phê ngày mới sẽ được tiếp tục với rất nhiều những nội dung đáng quan tâm khác.